Nếu bạn có kho hàng ở trên Haravan hoặc Sabo và có sẵn tên gọi cũng như là thông tin về những sản phẩm này Vậy làm thế nào chúng ta mang những sản phẩm này chúng ta bán ở trên livestream, YouTube và Facebook đây? Khá là khó khăn đúng không? Không sao, hãy sử dụng tính năng liên kết kho hàng ở trên Go Studio. Còn nếu như mà các bạn chưa có kho hàng thì mình nghĩ rằng video hướng dẫn cách để tạo kho hàng ngay chính trên Go Studio sẽ là video dành cho bạn vào kho hàng và chọn đồng bộ hóa với kho hàng của haravan hoặc sabo sau đó chọn mặt hàng và thiết kế các thông số Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái thiết kế của livestream và mang sản phẩm vừa mới tạo vào trong livestream thôi nè. Bấm vào dấu cộng và sau đó chọn bán hàng. Danh sách sản phẩm. Bạn chọn sản phẩm muốn bán và điều chỉnh kích thước và ưng ý là xong. Bấm vào dấu cộng và sau đó chọn bán hàng. Thông báo đặt hàng. Khi có người bình luận đặt hàng, thông báo sẽ được tự động hiện ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ phát livestream để có thể bán được sản phẩm này nhé. Các bạn chọn bắt đầu phát, chọn cách đăng. Bằng thông tối đa, nơi để phát có thể là Facebook, YouTube, các tài khoản mạng xã hội khác và các sàn thương mại điện tử. Để biết chi tiết hơn, các bạn hãy xem video hướng dẫn cách phát bằng cách gõ vào ô tìm kiếm của trang YouTube Go Studio. Bây giờ chúng ta sẽ phát ở trên Facebook. Yes. và như các bạn đã thấy đã có rất là nhiều vị khách hàng đã đặt hàng ở trên livestream này vậy là mình đã thành công trong việc tạo một livestream chốt đơn hàng tự động qua fanpage